Game of Theron, từ lãnh chúa bạo binh hệ thống bắt đầu vi thậm yêu đích vốn liếng. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Harren Hồ, quân sự hội nghị tác chiến đại sánh. Phía trước chương tiết có bộ phận kịch bản, dùng để xác định thời gian tuyến, đằng sau chưa, nhẹ phun. Thành Castelli Rock công tước Tywin Lannister kêu lên rượu thị nữ hài hỏi người đến từ Bắc Cảnh, đúng vậy, bà tân, Arias mặt không đỏ tim không đập nói láo, kia là Bắc Cảnh quý tộc lãnh địa, nàng rất quen thuộc. Tài Win gật đầu, người phương Bắc ý kiến gì Rob Stark, nói đến anh của nàng Rob, Aria cảm thấy cái này đề tài nàng biết. Aria nói, bọn hắn nói Rob là cưỡi băng nguyên sói sông pha chiến đấu bất tử thiếu lang chủ, có thể tùy ý biến hóa thân sói, ngươi tin tưởng loại thuyết pháp này sao? Eri nhớ tới nàng chết đi phụ thân, trước bắc cảnh người bảo vệ Ned Stark, nàng nhìn xem Tywin bình tĩnh nói. Phàm nhân đều có chết một lần. Westeros đại lục đờ nốt vương quốc cảng làng trài phủ lãnh chúa bên trong. Linnin từ trong mộng bừng tỉnh, thế mà mộng thấy, phàm nhân đều có chết một lần kịch bản, đây con mẹ nó có chút dọa người A xuyên qua đến Game of Thrones, thế giới có nhỏ thời gian một năm, xem như con trai độc nhất hắn mới kế thừa gia tộc quý tộc danh hiệu, thành thôn cảng tiểu lãnh chúa. Một cái quạ đáp xuống đá xám xong cửa sổ bên trên, mở ra mỏ chim, phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu. Linin từ trên giường xoay người, đi vào phía trước cửa sổ, lấy ra quạ dưới chân tin, mở ra nhìn một chút lại là đến thúc giục chính mình vị này tiểu lãnh chúa tiếp viện Rob xuôi nam quân trinh phạt đoàn. Nhìn cái này uy hiếp ngữ khí, xem ra Rob quân đội, vô cùng cần thiết càng nhiều bắc cảnh binh sĩ tiến đến hiệu lực. Lenin xem như xuyên Việt giả biết, Rob lần này Nam Trinh cũng không thể chiếm được tiện nghi gì, thậm chí hang ổ thành Winterfell đều đem vứt bỏ. Bất quá người ta lập tức sẽ bị bắc cảnh phong thần phụng làm bắc cảnh chi vương. Chính mình nếu là tùy tiện cự tuyệt chiêu mộ, chính là chống lại Bắc cảnh ý chí, tại Bắc cảnh vậy liền không có cách nào hỗn. Cần phải chính mình đem dưới tay cái này mười mấy tên thủ hạ phái đi ra, còn thế nào tại trong lãnh địa đặt chân, đến lúc đó tùy tiện có băng thổ phỉ giết tới. Không có người hầu, lãnh địa bị người cướp sạch không nói, cái mạng nhỏ của mình đều có thể khó đảm bảo ta tình nguyện kính dâng tự mình toàn bộ giá trị bản thân, 30 gold dragon 110 silver stack 886 copper penny ba cái tiền đồng. Cũng không nguyện ý đem có thể bảo hộ tự mình an nguy dưới tay ném cho Rob tiêu xài, Linin mặt mày ủ rũ âm thầm suy nghĩ. Đinh, chúc mừng ký chủ, bạo binh hệ thống lâu đinh, xin chờ một chút. Một tiếng thanh thúy thanh âm, đem Linin dọa đến một cái giật mình. Linin sững sờ chỉ chốc lát kém chút kích động đến lưu lại hai hàng ủy khuất nước mát. Hệ thống đại gia, người có thể tính đến rồi. Chính mình tại cái này game of the world, thế giới mỗi ngày lo lắng hãi hùng, đêm không thể say giấc, suốt ngày bị rót tên kia thúc binh, tóc đều sầu trắng. Ước chừng qua hai phút đồng hồ, thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên ghi vào thành công, mời ký chủ thẩm tra bảng, tự chủ thăm dò bạo binh, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, đinh. Chúc mừng ký chủ bị bạo binh hệ thống chọn chúng xem như bạo binh hệ thống, nạp tiền mới là vương đạo trước mắt hệ thống đẳng cấp. Một cấp lần đầu kích hoạt đầu nhập 30 Gold Dragon 110 Silver Stack 886 Copper Penny 3 cái tiền đồng, đạt thành nạp lần đầu ban thưởng trước mắt thăng cấp kinh nghiệm. 3 không 1 một phần 100 một trước mắt có thể dùng tích phân. 300 linh một chú 1 Mỗi tiêu hao 2 điểm kinh nghiệm tích phân có thể bạo binh 2 tên một cấp bộ binh, 2 tên một cấp thương binh hoặc là một tên một cấp kỵ binh, một tên một cấp cung binh chú 2. Mỗi tiêu hao 3 điểm kinh nghiệm tích phân có thể bạo giáp vải 3 cỗ, tỏa giáp 2 cỗ, dỉ giáp thép giáp 1 cỗ chú 3 bởi vì đạt thành nạp lần đầu một câu Dragon ban thưởng, lấy được nạp lần đầu nhỏ gói quà một lần, ban thưởng tích phân thẻ rút ra chú 4. Bởi vì đạt thành nạp lần đầu 10 gâu dragon ban thưởng, lấy được nạp lần đầu gói quả lớn một lần, ban thưởng du kỵ, lữ giả, quản gia, assassin. Dũng sĩ giác đấu kiếm khách ngẫu nhiên một tên. Cái này bạo binh hệ thống linin tinh tế nghe xong hệ thống nhắc nhở âm ngốc trệ nửa ngày nhiều lần xác nhận cũng không phải là ảo giác sắc mặt chậm rãi đỏ lên một cái như giết heo tiếng gào thét vang vọng cảng làng trài thành lãnh chúa lâu đài trời ạ à, ta nạp tiền của ta toàn bộ gia sản a à. linin đối với mình một ý niệm liền đem chính mình toàn bộ vốn liếng đầu nhập hệ thống rất là đau lòng còn tốt hắn ở cái thế giới này lão đầu tử Rothschild tử tước đã đi tây phương không phải đoán chừng muốn bị tức giận đến trái phải nhảy ngang, phiến chính mình mấy cái tát. Thịt đau còn không chỉ như thế, nạp lần đầu gói quả lớn chỉ cần 10 gold dragon, chính mình lại chọn vẹn nhiều nạp tiền 20 gold dragon 110 silver stack 886 copper penny ba cái tiền đồng. Còn tốt địa chủ nhà có thừa lương, không phải ngày mai liền phải mang theo lãnh địa người ra ngoài uống gió tây bắc. Game of Thrones thế giới bên trong một ngân tệ liền có thể mua được một sử nữ tòa, một gold dragon nhưng chính là tương đương với mấy chục ngàn khối nhuyễn muội tệ A. À. Linin đau lòng thở hào hển, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong đầu tích phân thẻ rút ra cùng đặc thù nghề nghiệp thẻ rút ra. Ca đem toàn bộ vốn liếng đều đầu nhập đi vào. Có thể hay không trở thành bắc địa lãnh chúa bên trong phi thường đẹp trai, đi đến nhân sinh đỉnh phong liền nhìn các ngươi nghĩ đến rút thẻ lenin cân nhắc muốn hay không tắm rửa thay quần áo sau đó đối với mình chỗ đờ nót vương quốc phổ biến tín ngưỡng âu gót đến một đợt cầu nguyện lại nghe được pháo đài bên ngoài một trận nghẹn ngào tiếng kèn truyền đến một tiếng là cảnh giác hai tiếng là tiểu cổ địch nhân xâm nhập ba tiếng đại cổ trời ạ à, khẳng định là hải tặc đến quả nhiên là trời không tiệt đường người a à không trời có gió mưa khó đoán a à, lenin khóc không ra nước mắt đầu óc bắt đầu có chút hỗn loạn lenin phạm vi lãnh địa đại khái tương đương với một cái hương chấn đơn vị thành lãnh chúa gọi cảng làng trài thành vị trí tại bắc cảnh vùng cực nam bên cạnh bờ biển trong lãnh địa người phần lớn tụ cư tại trong thành trại lấy đánh cá mà sống lớn nhất sinh tồn chướng ngại đến từ tại bắc cảnh cùng thung lũng ở giữa bài bờ biển bên trong ba tỷ muội quần đảo trên hải tặc bọn gia hỏa này mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ lựa chọn đến bên bờ tập kích quấy rối cỡ nhỏ thành trại linin một mặt khẩn trương nghe nói những cái kia hải tặc thế nhưng là có mấy trăm người nhiều ngày bình thường trốn ở trên đảo tự mình chơi liền bắc cảnh cùng thung lũng đại lãnh chúa đều không hứng thú quản chúng nó người tới đóng cửa thành lenin tranh thủ thời gian hạ lệnh lãnh chúa đại nhân có lệnh đóng cửa thành chuẩn bị chiến đấu lenin vừa dứt lời lập tức pháo đài bên trong người liền hành động lên mặc dù phần lớn có chút bối rối bất quá vẫn là rất nhanh tụ họp lại dưới tay có chiến đấu lực nhất mười mấy tên thị vệ mặc chỉnh tề đại bộ phận là to cách giáp ra hoặc là giáp lưới vũ khí cũng là đủ loại Lúc này, song gỗ cửa lớn một mực đóng chặt. Cảng làng trài pháo đài nói là một tòa thành, kỳ thật chính là một cái hàng rào gỗ làm thành thôn lớn. Cũng may đỉnh hàng rào gỗ đều là vót nhọn, chừng cao hơn 3 mét, bình thường đạo tặc thật đúng là không tốt công phá, có vài chỗ an trí tháp canh, có thể cung cấp 5-6 tên cung thủ xạ kích. Cái này đã coi như là nắm giữ cơ sở phòng giữ năng lực trong lãnh địa cư dân tại bờ biển đánh cá mà sống từng cái phơi gió phơi nắng làn da ngăm đen nhưng cũng cường tráng mạnh mẽ lúc này đều bị linin dưới tay cổ động thần sắc khẩn trương nhao nhao cầm xiên cá đứng vững cửa lớn đóng chặt linin đi vào làm bằng gỗ tường thành tháp canh bên trên mắt thấy nơi xa trên bến tàu một đám tay cầm các thức đao búa trường mâu người mặc vải thô áo loạn đám hải tặc bẩn bẩn từ thuyền hải tặc bên trên xuống tới nhìn xem những cái kia dơ vũ khí phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Linh ninh cắn cắn đầu lưỡi kém chút cho là mình nhìn lầm. Như thế xốc sách trận hình, chính là ba tỷ muội bên trên đóng quân tiết huyết hải tặc Liền cái này, Linh Ninh nghiêng đầu nhìn một chút theo bên người lão đầu xin. Đối với cái này cảng làng trài bên trong pháo đài thứ hai có văn hóa có học thức dâu trắng lão học sĩ, hỏi những người này thật hải tặc, Lenin có chút không dám tin tưởng. Lão học sĩ xin, trong lúc nhất thời bị địch nhân số lượng hù đến, trên mặt kinh sợ nhìn xem Lenin cung kính nói. Đại nhân, chắc chắn 100% là đảo Thury Sister cờ xí, bọn hắn đều là vịnh bay hải đảo Thury Sister bên trên hung ác nhất hải tặc, Lenin ngẩn người lúc này mới trông thấy, hải tặc bên trong một cái cao lớn cường tráng trong tay nam nhân dơ cao lên một cây cờ xí. Cờ xí bên trên dùng lưới đánh cá tuyến phác họa ra một cái khô lâu điểu đồ án, chỉ là bởi vì lâu dài bị nước biển ăn mòn, cờ xí có chút mục nát không chịu nổi. Rách rách dưới dưới đón gió tung bay tại pháo đài bên ngoài trên bờ biển trong đám người ương. Nhưng vô luận Lenin thấy thế nào những hải tặc này đều không cảm thấy là bao lớn uy hiếp nắm giữ giáo dục bắt buộc thành tích cao ly lập tức nhớ tới một cái thành ngữ. Đám ô hợp, hắn thở nhẹ khẩu khí, dần dần tỉnh táo lại. Game of Thrones từ lãnh chúa bạo binh hệ thống bắt đầu vi thậm yêu đích bạo binh. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Bảy vương quốc vương đô thành kinh landing red keep bên trong sảnh vương tọa bên trong, Robert quốc vương khi còn sống yêu thích nhất thảm treo tường gấm vóc toàn diện bị kéo xuống, lộn xộn trồng chất tại nơi hẻo lánh, bây giờ bốn vách tường tiêu điều vắng vẻ. Bắc cảnh thủ hộ nét đại nữ nhi Sansa Stark được mời đi vào xét xây thái hậu phòng tiếp khách từ Pichen đại học sĩ trong miệng, Sansa biết được phụ thân nét bị cáo phản quốc tội danh. Nàng không tin đây là sự thực. Sexy biểu thị, ta biết ngươi là vô tội, nhưng bất kể nói thế nào, ngươi đều là người phản quốc nữ nhi, ta sẽ không để cho ngươi gả cho con của ta do free. Mơ ước gả cho quốc vương, trở thành vương hậu Sansa gấp. Một bên ngự tiền đại thần Littlefinger tức thời đứng ra, biểu thị cần phải cho Sansa một cái cơ hội, biểu đạt trung thành thế là, xét xây lấy ra chuẩn bị kỹ càng giấy bút, cho ngươi mẫu thân cùng đại ca ngươi viết thư, để cho bọn họ tới thành kinh len đinh hướng con của ta tân quân vương Geoffrey, tuyên thệ hiệu chung. Nhìn xem hai người kẻ sướng người họa. Sansa cuối cùng không có đần độn về đến nhà, nàng rõ ràng như thế làm đối với mình gia tộc bất lợi, nàng biểu thị nghĩ trước trông thấy phụ thân xây thất vọng nói người trước thủ tướng phụ thân thế nhưng là phản đồ sansa lùi bước ta chỉ là muốn biết hắn hiện tại thế nào sẽ bị xử trí như thế nào sexy cầm lấy bút đưa cho sansa vậy phải xem anh ngươi biết làm như thế đương nhiên còn có ngươi rất nhanh king landing tin liền đưa đến thành winterfell rockstar trong tay nhưng thành winterfell Luwin học sĩ liếc mắt nhìn ra đây là sexy ngôn từ Rob mở ra giấy viết thư biểu thị. Đã bọn hắn muốn để ta đi kinh landing, ta đi là được, bất quá ta cũng không dự định một người đi, triệu tập bắc cảnh phong thần, bọn hắn đều đã thể hiệu chung Stark. Chúng ta đánh tới, cam, bắc cảnh đầu nam cảng làng trài pháo đài bên ngoài. Vây đầy ô ương ương một đám hải tặc, bọn hắn đứng tại tường thành công thủ xạ kích phạm vi bên ngoài, duỗi cổ quan sát đến trên tường thành thủ vệ phản ứng mấy cái ý đồ tới gần cửa thành hải tặc bị lenin dưới tay quả quyết bắn giết về sau đám hải tặc liền không tiếp tục tùy tiện tiến lên bọn hắn bắt đầu kiên nhẫn cả đội tập kết ở ngoài thành bãi cát tựa hồ chờ đợi cái gì lenin hít mắt nhìn một trận mới phát hiện một đám hải tặc bắt đầu từ trên tàu biển vận chuyển một chút cao lớn giá gỗ nhỏ hẳn không phải là dùng để đồ nướng từ hình dáng đến xem, rất như là cùng loại với cỡ nhỏ công thành máy ném đá đồ vật. Lenin mặt tối sầm, dùng lấy như thế hung ác. Hắn gọi cách đó không xa tại tháp canh cảnh giác thị vệ thủ lĩnh hút, ra hỏa này mặc bông sơ giáp, dầu ria xồm xoàm một mặt hung tướng, nghe vậy đi chầm chậm tới, biểu hiện rất là cung kính. Đại nhân, ngài gọi ta, thị vệ thủ lĩnh hút hỏi. Linin cẩn thận nhìn người này liếc mắt, phát hiện người này đối mặt ngoài thành người đông thế mạnh hải tặc thế mà không có lộ ra một tia khiếp đảm. Hung thần gương mặt bên trong thậm chí có mấy phần hưng phấn. Lâm chiến không sợ, không nói năng lực chiến đấu như thế nào, đơn cái này trong lòng tố chất còn được. Linin âm thầm gật gật đầu hút để người chuẩn bị đem cửa thành con đường thanh lý đi ra để trong lãnh địa cư dân đừng vây quanh ở cửa để bọn hắn đến trên tường thành đi hiệp phòng bên trên tường trong thành liền mấy phó phá cung tiện a muốn như vậy người bên trên tường làm gì hút mặt lộ vẻ trần chờ đại nhân nếu như đem toàn bộ người đều kéo lên tường thành chờ những cái kia hải tặc tấn công vào đến vậy nhưng làm sao bây giờ giữ vững tường thành viện binh của chúng ta rất nhanh liền đến lenin thản nhiên nói hút bờ môi đầy đặn phải có chút trễ nặng hắn ngơ ngác một chút cuối cùng không nói gì thêm được rồi đại nhân lenin nhìn xem hút dựa theo chỉ thị của hắn đi chuẩn bị phòng ngự công việc trong lòng một bên tính toán bạo binh hệ thống sự tình một bên hướng phủ đệ của mình đi đến đi vào phủ lãnh chúa tiền viện, tìm tới ngày bình thường thị vệ huấn luyện đất trống, trong phủ đệ người phần lớn bị Lenin phái đến thủ cửa lớn đi. Lúc này sân huấn luyện bên trong trống rỗng. Đinh Hoàn nghênh tiến vào bạo binh hệ thống, Lenin cấp tốc tiến vào hệ thống, ấn mở giao diện bên trên gói quả hộp, nhìn xem vàng ống tích phân thẻ rút ra, không chút do dự điểm xuống đi. Hào quang lóe lên, Đinh, chúc mừng ký chủ rút ra hối đoái tích phân 99 điểm này tích phân có thể hối đoái tùy ý tích phân vật phẩm, nhưng là không gia tăng tích phân kinh nghiệm. Linin thở ra một hơi, 99 điểm còn tốt, đã không âu hoàng, cũng không phải không tù. Dương mắt xác nhận mắt bảng, trước mắt thăng cấp kinh nghiệm. ba không, 1 phần 100 trước mắt tích phân. 400 tính ra thoáng cái hệ thống bạo binh tích phân kỵ binh cùng cung binh bạo binh mức một cái cần hai điểm tích phân. Bộ binh cùng thương binh một cái cần một điểm tích phân. Nắm giữ 400 điểm tích phân. Cũng không biết một cấp binh thực lực như thế nào, bất quá nhiều chút người đầu luôn luôn tốt, ăn cơm cái gì lại cân nhắc đi, chết đói binh sĩ hoặc là bị hải tặc luộc rồi ăn, ngươi chọn một. Linh ninh lựa chọn hối đoái một cấp cung binh 100, một cấp bộ binh 200 trực tiếp đem 400 tích phân toàn bộ xài hết. Kỳ thật kỵ binh cũng không tệ, bất quá Lenin dẫn đầu cân nhắc phòng thủ kỵ binh giã chiến khả năng rất nhiều, mà một cấp binh đoán chừng không có gì tốt hộ giáp, tổn thương đoán chừng nghiêm trọng hơn. Nghĩ nghĩ liền cắn răng từ bỏ. Mua thành công, khoảng cách Lenin ngoài hai thước không gian xuất hiện một cơn chấn động, từng đạo tản ra bạch quang sinh vật hình người dần dần hiện lên từng cái màu da khác nhau hoặc thiên đen hoặc mạch trắng binh sĩ, từ cột sáng hiển hiện ra. Lấy Linin bây giờ 16 tuổi, 1 m ba thân cao đến suy tính. Những binh lính này thuần một sắc đều đạt tới 1 m lăm trở lên, dáng người trung thượng, trong đó đại bộ phận người đều là da trắng, màu lúa mạch sống mũi cao, đồng tử xanh. Những người này trừ trên thân tự mang trường đao, dài búa, hoặc là cung thủ cung tiễn cùng đổ đầy mũi tên ống tên bên ngoài. Toàn thân chỉ mặc một đầu đơn bạc quần đùi. Trên người cơ bắp không hiện nhưng rất rắn chắc. Tiêu chuẩn phổ thông Westeros binh sĩ mô bản. Chủ nhân, bạo binh quân đoàn hướng ngài đưa tin. Khi tất cả binh sĩ trong phút chốc nhồi vào cả tòa sân huấn luyện dù là Lenin trong lòng có cái gì chuẩn bị, vẫn là bị một màn này rung động tột đỉnh lenin trông thấy các binh sĩ cấp tốc tiến vào trạng thái quỳ một gối xuống một mảnh tắc lưỡi đồng thời trong lòng tràn đầy cảm khái vô hạn cùng hào khí bạo binh tên rất hay a à. mặc dù rất lõa nhưng những thứ này thế nhưng là đem toàn bộ vốn liếng lấy ra nạp tiền về sau hối đoái ra quân đoàn binh sĩ a à. ca rốt cục hướng bắc cảnh lãnh chúa bên trong phi thường đẹp trai phóng ra bước đầu tiên lenin cảm khái xong nhìn qua trước mặt gần nhất một cái làn da thiên đen người lùn đôn hậu bộ binh cái này gian rảo ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình tựa hồ cũng đang chờ mình điểm tên của hắn nghĩ không nghĩ lenin hỏi ngươi tên là gì rodat chủ nhân của ta lenin gật gật đầu danh tự rất phổ thông nha tiếp lấy lại chỉ vào một cái da trắng người cao gầy thân cao chừng một mét chín mấy cung thủ hỏi người đây xưng hô ta harry ken chủ nhân hữu tính thị lenin nhãn tỉnh sáng lên rất tốt hai người các ngươi tạm thời đảm nhiệm bộ binh đoàn cùng cung thủ đoàn thống lĩnh tuân mệnh chủ nhân lenin hài lòng gật đầu nhìn xem cái này toàn trường tổng cộng 300 người đội ngũ đột nhiên cảm giác được những người này không có quần áo cùng áo giáp như thế hai tay để trần kéo ra ngoài tác chiến tự hồ rất ăn thiệt thòi không hộ giáp tại trận giáp lá cà trong chiến tranh, đoán chừng tỷ số thương vong biết cao không hợp thói thường. Lenin có chút hối hận, đem tích phân một hơi toàn bộ hối đoái thành bạo binh, đinh. Chúc mừng ký chủ hối đoái bạo binh thành công, kích hoạt game of the thế giới nhiệm vụ hệ thống. Hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên lần nữa, Lenin giật mình, bận bịu nín hơi lắng nghe, tân thủ nhiệm vụ một cùng cái khác lãnh chúa đạt thành minh hữu hiệp định, ban thưởng tích phân thẻ hối đoái một tấm tân thủ nhiệm vụ 2. Công chiếm cái khác lãnh chúa lãnh địa, ban thưởng tích phân thẻ hối đoái một tấm tân thủ nhiệm vụ 3. Thành công bắt trong thành gián điệp, ban thưởng tích phân thẻ hối đoái một tấm. trầm ngâm một lát, trước mắt cái này ba tân thủ nhiệm vụ, tựa hồ tạm thời chỉ có nhiệm vụ 3 là có khả năng hoàn thành. Bắt gián điệp nhiệm vụ chẳng lẽ ta trong thành có nội ứng, trách không được những cái kia hải tặc không chút kiêng kỵ chạy tới tiến đánh lãnh địa của mình. Nghĩ đến, Lenin tuyên bố đầu thứ nhất mệnh lệnh. Rodat, triệu tập một nhánh tiểu đội, đi trong phủ đệ mặc vào tôi tớ quần áo, đem người tán đến nội thành các ngõ ngách, đem những cái kia bộ dạng khả nghi ra hòa toàn bộ bí mật bắt giữ, nhốt lại lenin suy tư một lát thủ thành chiến đấu đoán chừng rất nhanh liền muốn bắt đầu hắn nhất định phải tận khả năng cấp tốc tìm tới gián điệp nếu không thì chính mình bạo binh thật muốn mình trần ra trận không nói còn muốn phòng bị phía sau có người làm phản phong hiểm tuân mệnh chủ nhân bộ binh thủ lĩnh Rodat không do dự đối với lenin mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng ra lệnh một tiếng, mười mấy người bị đát mang theo tại trong phủ đệ tìm chút vải thô y phục mặc lên, liền khí thế hùng hổ đi ra ngoài. Lúc này chỗ cửa thành vang lên kéo dài tiếng kèn. Đây cũng là một cái cảnh giới số. Chẳng lẽ đối phương đến viện quân rồi? Lenin giàu dĩ muốn hay không trước hết để cho cái này một trăm danh cung thủ đi đầu đi trên cổng thành chợ chiến quần đùi liền quần đùi đi trốn ở song gỗ sau cho đối phương đến mấy phần bắn tên bắn một lượt, cũng so ở đây dương mắt nhìn mạnh. Đang do dự, một người mặc xám trắng áo choàng lão đầu, nện bước bước loạn trạng đi vào sân luyện tập. Người tới chính là lão học sĩ xin. Giờ phút này hắn đứng tại sân huấn luyện cực kinh ngạc nhìn xem trong sân sắp xếp sắp xếp đứng vững binh đoàn binh sĩ, kinh ngạc cái cầm đều nhanh đến rơi xuống. Linh nghênh đón tiếp lấy lão xin học sĩ tìm ta có việc sao đại nhân những này là lão học sĩ kinh ngạc chỉ hướng sân huấn luyện bên trong binh sĩ nghi hoặc hỏi lin cười cười không có giải thích loại chuyện này cũng không có cách nào giải thích nói càng nhiều sơ hở cũng càng nhiều không bằng bảo trì cảm giác thần bí viện quân hắn nhẹ nhàng một câu mang qua sau đó lại hỏi tìm ta đến cùng có chuyện gì Game of Theron, từ lãnh chúa bạo binh hệ thống bắt đầu vi thậm yêu đích óc tiền thủ. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Lầu đài Red Keep phía dưới địa lao. Đã từng bắc cảnh thủ hộ trước thủ tướng Ned Stark khô tọa trên mặt đất. Hai chân của hắn bị xích sắt khóa lại, hắn cái gì đều làm không được, chỉ có thể nguyền rủa bọn hắn mỗi một người. Little Finger, Sexy Vương Hậu, Người Thí Quân James, Pichen Học Sĩ hắn nhớ tới xét xây lấy đùa cợt hắn. Tại quyền lực trong trò chơi, ngươi không làm bên thắng, cũng chỉ có một con đường chết. Hắn bắt đầu trách cứ chính mình. Xuân tài, hắn đối với hắc ám hô to, ngươi cái này trời đánh xuân tài. Nhưng mà nghĩ cùng hai cái nữ nhi, hắn chỉ nghĩ lên tiếng khóc giống một trận, có thể nước mắt nhưng cố không rơi xuống cho dù đến tình cảnh như thế này hắn vẫn như cũ là cái kia stark của thành winterfell bi thương của hắn cùng cuồng nộ đều đóng băng tại thể nội cam xin học sĩ đem ánh mắt thu hồi nhìn xem lenin thấp giọng trả lời đại nhân là người cảng thành wai xuất hiện tại pháo đài bên ngoài lenin sững sờ chỉ chốc lát đội ngũ của wyman manderly lão học sĩ gật đầu, đúng vậy, quai mần Mandali tước sĩ tại trước đây không lâu tấn thăng làm bá tước lưu thủ cảng oai, cảng oai đến mấy chục kỵ ngay tại cánh bắc trên sườn núi quan sát. Cảng oai là cảng làng trài thượng cấp thành thị. Trải qua thời gian dài đều là tác gia tộc phong thần, Mandali bá tước thành lãnh chúa. Bọn hắn tới làm gì? Giúp ta đánh tan hải tặc sao? Lenin nhất thời không để ý tới rõ ràng đầu mối ta nghĩ bọn hắn có thể là đến thu lấy nghĩa vụ quân sự cùng thuế dịch lão học sĩ xin lúng túng nói đây chính là tới cửa thúc sổ sách vô sỉ Lenin mắng câu nương thuế dịch là không có nửa cái tử đều không có chính mình mới mới vừa phá sản bọn hắn không có ý định trợ chiến sao nếu như nơi này bị hải tặc công chiếm bọn hắn đi đâu thu binh dịch cùng thuế dịch đi Lenin nghi hoặc hỏi lão xin thuận theo nhìn lenin liếc mắt bất đắc dĩ nói đại nhân bọn hắn biết từ hải tặc trong tay đoạt lại cảng làng trài pháo đài đồng thời phân công cái khác lãnh chúa tới móa. như thế hiện thực lenin lập tức không được tự nhiên bất quá ở vào sông wai nai cửa sông cảng wai là đờ nách phía bắc lớn nhất nơi ở Westeros ngũ đại thành thị một trong, lại là bắc cảnh chủ yếu mậu dịch bến Game of Thrones từ lãnh chúa bạo binh hệ thống bắt đầu vi thậm yêu đích thành tựu kích hoạt. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Linin để người áp giải mấy cái khả nghi người xứ khác, để người dùng miếng vải đen bịt lại miệng của bọn hắn. Bọn hắn xuyên qua đường đi, đi vào trên tường thành. Thị vệ thủ lĩnh hút cũng đang khẩn trương bố trí thành phòng nhìn xem tự mình lãnh chúa đại nhân cái này kỳ quái hành vi, mang theo một cái người hầu tiến lên đón. Có hải tặc lẫn vào pháo đài, cần phải ngay tại mấy người này bên trong, ta nghĩ ngươi có lẽ có biện pháp tìm ra là cái kia. Linin chậm rãi đi lên trước, nói khẽ với thị vệ thủ lĩnh của mình đơn giản trần thuật. Hút nhìn về phía Linin đưa tay chỉ hướng cách đó không xa, năm cái bị bịt lại miệng ra hỏa, lúc này chính co giúp ở cùng một chỗ hắn đầu tiên là sững sờ, gián điệp. Linin vẻ mặt thành thật, đúng, chính là như vậy, gián điệp hoặc là thám tử, đoán chừng dài hạ tiếp tục quá lâu, để vịnh bay hải tặc trở nên rất thông minh. Hút phẳng phất đi qua một trận não bổ, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Chợt kịp phản ứng, mắt lộ ra hung quang vỗ ngực nói. Đương nhiên, của ta đại nhân. Linh Ninh nhìn xem hắn khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia không có hảo ý nhe răng cười, xích lại gần chính mình bên tai nói. Lại có đáng chết hải tặc nội ứng dám can đảm chui vào pháo đài, đại nhân. Muốn chết vẫn là muốn sống, cười thành này tấm tiện dạng là làm gì? Linh Ninh hoài nghi hắn tại mở não động nhưng là không có chứng cứ, sống, tìm tới hắn, ta muốn đích thân thẩm phán. Hệ thống cho nhiệm vụ thế nhưng là để bắt đem người chơi chết, chính mình chả làm sao làm thẻ tích phân. Thuộc hạ rõ ràng, hút đáp ứng, để người áp giải mấy cái người xứ khác đi vào tường thành tháp canh trước, để lại phân phó mấy cái vận chuyển đá lan ngư dân, mang tới dây thường. Một mặt hung tướng hút đem mấy người miệng bên trong đút lấy miếng vải đen, từng cái gỡ xuống. Lại đối với mỗi người bọn họ trên mông hung hăng đạp cho một cước, đem bọn hắn đá ngã lăn trên mặt đất móc ra dây thừng đến gần cái thứ nhất ngã xuống đất nam nhân thô lỗ đem hắn hai tay tụ cùng một chỗ dùng dây thừng trói chặt cái kia làn da ngăm đen nam nhân hai mắt khẽ nhếch lấy ngây thơ ánh mắt nhìn xem hút tựa như muốn nói cái gì bị cái sau hung ác vừa trừng mắt dọa đến một chữ đều không dám ra bên ngoài nhà hút một bên buộc chặt một bên đầy cõi lòng tiếc nuối nói cảng oai bá tước đại nhân sai người đến chi viện, vịnh bay hải tặc thủ lĩnh chuẩn bị cùng nhà ta đại nhân cùng nói, nhưng mà, muốn chúng ta trước đem bọn hắn gián điệp giao ra mới được. Nhưng chúng ta lại đặc biệt nương không biết trong thành này cái kia là nhà hắn hải tặc huynh đệ, liền vất vả các ngươi mấy vị người sứ khác một hồi ta đem các ngươi dán tại cửa thành, nếu là vịnh bay hải tặc thật tình hòa đàm, liền để bọn hắn phái người đến phân biệt như là có trá, các ngươi ngay tại tháp canh bên trên. Chờ lấy cho trong thành bảo người tế cờ, hút tràn đầy gốc dâu cầm trên mặt, phơi gió phơi nắng khô nứt ra mấy khối màu đen vết sẹo để người nhìn xem đều tim đập nhanh. Lúc này, nói lên nói láo đến, nửa thật nửa giả, đem mấy người lừa gạt không nhẹ mấy cái đổ vào trên tường thành chờ lấy chịu buộc ra hỏa nghe vậy, theo bản năng ngóc đầu lên, xuyên thấu qua tường đống vụng trộm hướng ngoài thành nhìn quanh. Rất nhanh, mấy người quả nhiên trông thấy đám hải tặc đều tụ tập ở phía xa bãi cát trên mặt đất, tựa hồ tạm thời không có công thành dự định. Khác một bên cao cao trên sườn núi, mặc chỉnh tề áo giáp kỵ sĩ dơ cảng oai cờ xí, đột ngột xếp thành một hàng, canh gác ở nơi đó ánh mắt cảnh này, mấy người lập tức liền lại đối hút tin tưởng mấy phần. Hai cái lo lắng cho mình dán tại trên tường thành chịu tội, hoặc là thành hải tặc bia sống người, vẻ mặt buồn thiêu. Chỉ là trở ngại hút hung ác bộ dáng, sợ tùy tiện mở miệng lấy đánh, cắn miệng không dám nói lời nào. Cái khác ba người đều đầu tựa vào trên mặt đất, thấy không rõ lắm biểu lộ, không nhúc nhích tựa hồ là nhận mệnh làm hút chuẩn bị buộc chặt cái cuối cùng làn da tương đối dù sao trắng nõn, một mặt trung niên giàu mỡ mập mạp bộ dáng nam nhân lúc. Người kia ra sức tránh thoát thoáng cái, ngăn hút đưa qua đến, nắm chặt dây thường tay. Dầu mỡ mập mạp cười lạnh quát. Thả ta ra, ta là vịnh bay cậu của Sti Đại Vương, để ta ra ngoài, nếu không thì, các ngươi mơ tưởng hòa đàm, trông thấy một màn này, Linh, linh mí mắt vừa nhấc đây cũng thật là ra ngoài ý định nhìn như rất không giống hải tặc gia hỏa ngược lại là hải tặc thân thích quả thật là người không thể xem bề ngoài lenin chuyển thân chắp tay sau lưng vui vẻ rời khỏi một bên cất cao giọng nói chân đánh gãy chân trái giải vào nhà giam giam lại nhìn xem tuổi trẻ lãnh chúa đi lại nhẹ nhàng rời khỏi hút trên mặt ngược lại cũng không khá lắm nhìn hắn coi là lãnh chúa đại nhân nói tới viện quân là cảng oai đến kỵ binh vốn là từ cảng oai thị vệ rời khỏi mới đi đến cảng làng trài hút nghĩ khuyên giải Linin. cảng oai người cũng không đáng tín nhiệm chỉ là lời đến khóe miệng lại không biết như thế nào mở miệng thẳng đến lenin thân ảnh biến mất tại tường thành ở xa hút thở dài khẩu khí cũng không thể nói ra lời này đến dù sao cảng oai trên danh nghĩa là cảng làng trài thượng cấp thành thị hắn không biết nếu như như thế tùy tiện khuyên bảo có thể hay không gây nên lãnh chúa đại nhân bất mãn bất quá khi hắn cầm lên vị kia run như run dày dầu mỡ mập mạp thời điểm lại lâm vào mới trầm tư chân trái đánh gãy chân tại sao phải cường điệu là chân trái lenin viện quân dĩ nhiên không phải càng oai người hắn giờ phút này tâm tình thật tốt bởi vì tại tuyên bố bắt cái kia dầu mỡ trung niên mập mạp thời điểm thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ hệ thống liền sảng khoái ban thưởng hắn một chương tích phân thẻ hối đoái. Trở lại lãnh chúa phủ đệ, Lenin không kịp chờ đợi ấn mở hệ thống, thao tác. Đinh, hoàn nghênh ký chủ tiến vào bạo binh hệ thống, đinh, chúc mừng ký chủ rút ra tích phân 161 điểm, đột phá một cấp hệ thống tối cao tích phân đổi được hạn 160 điểm. Đạt thành Âu Hào Phú Thành Tựu đinh, ký chủ Âu Hào Phú Thành tựu đạt thành, ban thưởng một thanh Valyria thép dao gam. Linin vui mừng, thế mà rút thẻ đột phá hạn mức cao nhất, còn đạt thành Âu Hào Phú Thành tựu, cái này có thể có. Nhưng vì cái gì chỉ là Âu Hào Phú, mà không phải Âu Hoàng đâu. Linin không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền bị hệ thống thành tựu ban thưởng kinh ngạc đến ngây người. Ai ra, Valyria thép dao gam. Cái này thế nhưng là đồ tốt. Valyria thép là tại Valyria tự do thành lũy thời kỳ rèn đúc ra một loại cường đại kim loại, như bị rèn đúc thành kiếm sắt về sau, lưỡi đao của nó có thể vĩnh viễn bảo trì sắc bén. Cường độ so với bình thường kiếm sắt mạnh hơn nhiều, nhưng trọng lượng lại tương đối nhẹ, như lấy thế giới chân thật thuyết pháp, vật này chất sấp xỉ tại thép Damacot. Nhưng nó là một cái kỳ huyễn sản phẩm, ý là nó nắm giữ một chút ma pháp nguyên tố tồn tại. Bởi vậy, Valyria thép là trừ long tinh bên ngoài, có thể dùng đến giết chết dị quỷ vật chất một trong, nhưng này thông tin lại không phải phổ biến đại chúng biết. Lúc ấy rèn đúc ra Valyria kiếm thép số ít từ Westeros mặt đất hiển hách gia tộc nắm giữ, đời đời kiếp kiếp truyền thừa lấy. Tia sáng lóe lên, Linin bỗng nhiên cảm giác bên hông trầm xuống, một thanh mang vỏ dao găm bỗng nhiên xuất hiện đeo treo ở cái hông của hắn, Linin tạm thời không có đi quan sát Valeria đao thép bởi vì tại sân huấn luyện còn có gần số 300 bạo binh đoàn chờ lấy mặc quần áo đâu. Nhìn xem bọn hắn lúc này, từng cái người mặc quần đùi tú bắp thịt bộ dáng, dáng người hơi có vẻ đơn bạc Linin, đã cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Tại cái này mãnh nam thế giới bên trong, dáng người gầy yếu thế nhưng là rất dễ dàng sinh ra tự ti đỉnh cấp huân quý, Lannister gia tộc liền có như thế một vị gnom tiểu ác ma, bị hại nặng nề. 161 điểm tích phân, có thể hối đoái 161 cỗ giáp vải. Linin không do dự, cũng không có đi thèm nhỏ dãi tỏa giáp cùng bản giáp, rất thiết thực đem tích phân toàn bộ hối đoái thành giáp vải, nhượng bộ binh ưu tiên trang bị. Cũng không lâu lắm, mắt thấy trong sân huấn luyện 161 vị mãnh nam đồng thời mặc quần áo, mang tới cảm giác chấn động. Lenin đứng tại sân huấn luyện trung tâm trên đài, hăng hái. Game of Thrones từ lãnh chúa bạo binh hệ thống bắt đầu vi thậm yêu đích nghiền ép. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Lannister đại quân danh địa ở vào dòng sông cùng King's Road ở giữa, kéo dài vài dặm màn đêm đã rủ xuống, đem hết thảy cờ xí nhuộm thành màu đen. Thân cao một mét ba tiểu ác ma Tyrion Lannister, hành quân một ngày mệt toàn thân đau nhức giờ phút này cuối cùng từ phụ thân Tywin Lannister công tước tai sách mặt làm bên trong giải thoát. Đêm nay hắn vốn định uống cái say mềm, giờ phút này lại đem lực chú ý chuyển rời đến trước mắt nữ nhân trên người. Chính là nàng, hắn hỏi mình thị vệ Bronn. Bron gật đầu, nữ nhân này là hắn từ một cái kỵ sĩ trên tay giành được. Nữ nhân yêu nhã đứng dậy, từ năm thước nhiều độ cao quan sát Tyrion. Đúng vậy, đại nhân, mà lại chính nàng biết nói chuyện, nếu như ngài cao hứng lời nói. Tiểu ác ma cảm thấy rất thú vị, hắn cười tự giới thiệu, ta là Tyrion của gia tộc Lannister, người khác gọi ta tiểu ác ma, tên ta là C, những khách nhân cũng thường thường, xưng hô như vậy ta. Bron cười ha ha, Tyrion cũng không nhịn được dơ lên khóe miệng. Như vậy, liền mời vào chướng rừng, C Tyrion vì nàng nhấc lên màn tre, sau khi đi vào, giấy lên một nhánh ngọn nến. Hắn cầm lấy ngọn nến, đem nàng quan sát tỉ mỉ một phen. Bron ánh mắt không sai. C. 18 tuổi trái phải niên kỷ, có một đôi con ngươi như hươu cái thâm thúy cùng mái tóc màu đen, thân hình tinh tế, nhỏ mà rắn chắc, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, rất xinh đẹp. Trên mặt nàng luôn mang theo khi thì e lệ, khi thì ngạo mạn, khi thì tà ác dáng tươi cười. Tyrion rất hài lòng. Đại nhân, muốn ta cởi quần áo sao? Nữ nhân hỏi chờ một lát, c, người thật là kỹ nữ sao, đại nhân, ngài cao hứng mà nói, cứ như vậy nghĩ đi, nàng ra vẻ trang trọng nói. Tiểu muội muội biết chân tướng ta mới có thể cao hứng, thật sao? Vậy ngài phải trả gấp đôi tiền, Tyrion cho rằng bọn họ quả thực là tuyệt phối. Ta là người của nhà Lannister, có là hoàng kim, người sẽ phát hiện ta là cái người rất khẳng khái ô ô, cảng làng trài ngoài thành đám hải tặc cùng trốn ở trên gò núi vui lòng quan sát một trận công thành chiến cảng oai kỵ sĩ, bỗng nhiên nghe thấy một trận to lớn tiếng kèn. Đây là tiêu chuẩn tiến công số âm thanh, thế nhưng là bọn hắn trong lúc nhất thời không hiểu, hạng này âm thanh vì sao lại từ bị vây đến chật như nêm cối trại lâu đài bên trong truyền ra chẳng lẽ bên trong tiểu lãnh chúa trông thấy bọn hắn công thành máy ném đá lập tức sẽ lắp đặt hoàn tất chuẩn bị ra khỏi thành chịu chết sao đám hải tặc nghĩ như vậy có thể thị vệ thủ lĩnh hút đứng tại trên tường thành lại không cho là như vậy hắn nhìn xem từ lãnh chúa phủ đệ bên trong không ngừng đi ra bạo binh đoàn liền biết lãnh chúa đại nhân phía trước nói viện quân thật tồn tại mà lại cũng không phải là chỉ trên gò núi những cái kia càng oai kỵ sĩ bộ binh thống lĩnh rodat cùng binh thống lĩnh harry ken mang theo bạo binh đoàn người ở cửa thành bên trong xếp hàng hoàn tất hút giữ vững tường thành đừng để cảng oai cùng hải tặc thừa dịp loạn tiến đến bất kỳ cái gì ý đồ tới gần người ngay tại chỗ giết chết lenin không để ý đến một mặt kinh ngạc thị vệ thủ lĩnh thản nhiên nói cái sau thần sắc có chút đờ đẫn đờ đẫn gật đầu sau đó tại linin ra hiệu phía dưới cảng làng trài pháo đài bên trong thổi lên tiến công kèn lệnh cảng làng trài pháo đài ngoài cửa lớn là một mảnh bãi cát nối thẳng cảng cá bến tàu cửa sông bãi cát hai bên là nắm chặt gò núi từ bến cảng đăng lục hải tặc cửa lúc này đối với nguy hiểm toàn vẹn không biết bọn hắn toàn bộ tập trung ở địa thế thấp bé bãi cát trung tâm Ninh chuẩn bị để toàn bộ giáp vải 100 tên bộ binh cùng 61 danh cung tiễn thủ chính diện tập kích, cái khác 139 người chia hai cỗ, từ hai bên bọc đánh. Chỉ cần có thể cấp tốc chiếm lĩnh hai bên sườn đất, lấy cao đánh thấp, để cung thủ tầm bắn hữu hiệu bao trùm chính giữa băng hải tặc, đi thành giáp công chi thế. Trận chiến đấu này thắng được liền không thành vấn đề kèn chiến trầm thấp hùng hậu tràn ngập ai điếu thanh âm ra nhập trận này máu tanh đại hợp sướng cảng làng trài trong thành bảo cửa mở rộng sông ra cao giọng gọi chính diện tập kích quân nhóm cung tiễn thủ một bên chạy một bên đáp cung cùng nhau tung xuống mưa tên không cầu tinh chuẩn xạ kích chỉ cầu có thể áp chế trong lúc nhất thời không kịp phản ứng hải tặc lenin đứng tại lão học sĩ xin cùng thị vệ thủ lĩnh chính giữa tại tường thành tháp canh bên trên phóng nhãn chung quanh bộ binh sung phong tốc độ rất nhanh đang đến gần chuẩn bị cung tiễn phản kích hải tặc thời điểm nhao nhao giơ lên trong tay búa dài cùng đại đao tại bờ biển dưới ánh mặt trời lóe ra sắc bén không gì sánh được tàn khốc tia sáng bạo binh đoàn vạn tuế làm mưa tên lại lần nữa rơi xuống lenin nghe thấy phía trước giáp vải binh sĩ lớn tiếng hô to mặt nhất thời tối sầm lại, thề lần sau nhất định muốn sửa đổi cái cái khác khẩu hiệu. Tỉ như, Demacia, cũng rất không tệ. Thị vệ hút hai tay nắm ở tường đống cây gỗ, nhìn xem bên ngoài tràng cảnh, sững sờ không nhúc nhích. Làm lãnh chúa đại nhân viện binh đợt thứ nhất cùng phía trước hải tặc tiếp xúc thời điểm, nhìn xem cắt rau gọt dưa tàn sát những cái kia. Đối mặt cảng làng trài mãnh liệt phản kích không có chút nào chuẩn bị tâm lý đám hải tặc lốp hút liền biết trận chiến đấu này thắng lợi tất nhiên thuộc về cảng làng trài pháo đài. Nhưng mà khi hắn dương mắt nhìn về phía lòng chảo sông hai bên sườn đất, nhìn thấy những cái kia chỉ mặc quần cộc cung thủ binh sĩ tại trên gò núi xếp thành thật dài hàng ngang tựa như là huấn luyện xạ kích con vịt động tác thành thạo vững vàng kéo ra lần lượt dây cung. Bắt đầu không ngừng hướng băng hải tặc trong đám người, bắn vào từng nhánh mũi tên lốp hắn cho rằng cái này chính là một trận nghiền ép nhìn quen máu tanh hút trái tim từng đợt cuồng loạn một mặt hung tướng thị vệ thủ lĩnh lặng lẽ nghiêng đầu mắt nhìn bên người căng thẳng khuôn mặt nhỏ lenin lãnh chúa đem đầu rủ xuống thấp hơn mấy phần đây chính là một trận đơn phương đồ sát chính kiến thức lấy bạo binh đoàn uy lực lenin không nhúc nhích nháy mắt mấy cái lòng chảo sông trên bờ cát chiến sĩ điên cuồng giết chóc những cái kia cường tráng binh sĩ cùng hải tặc riêng phần mình dơ vũ khí hoặc là giết người, hoặc là bị giết. Hồi âm khuấy động, xa xa truyền đến. Có đứt gãy trường thương đồm đột, đao kiếm giao kích vang động, cùng bạo binh đoàn vạn tuế kỳ quái hò hét. Làm Lenin rõ ràng trợn mắt vô ích, liền hai mắt nhắm lại, ngưng thần chăm chú nghe hắn nghe thấy bước chân bôn ba, giày sắt tóe lên nước cạn, kiếm bổ thuẫn gỗ rồi cùn âm, đám hải tặc tự hồ bắt đầu bị buộc không ngừng nhảy vào băng lãnh nước biển. Bất quá không làm nên chuyện gì, chỉ cần có người sống, bạo binh đoàn bộ binh cùng mũi tên liền sẽ từng mảnh từng mảnh nghênh đón. Thanh âm dần dần yếu đi, cuối cùng đến lắng lại, cuối cùng chỉ còn một mảnh thảm đạm kêu rên ánh nắng tây phía dưới màu máu trời chiều dần dần rơi xuống mặt biển lenin hít sâu một hơi đây mới là một cấp bạo binh a cứ việc đối mặt không phải quân chính quy chỉ là một chút huấn luyện vô chương hải tặc nhưng mà cái này phía trước tranh lệch cũng quá cách xa đi lenin có chút không thể tin mở mắt ra nhìn xem bị kinh hãi đến sắc mặt có chút chất phác lão học sĩ xin nhớ tới một sự kiện hỏi xin học sĩ người có cảm giác hay không đến hải tặc trong hang ổ rất có nhiều gâu dragon hắn lật xem bảng hệ thống bên trên tin tức trước mắt thăng cấp kinh nghiệm ba không một phần một trăm thăng cấp còn dài đằng đẵng a à nhưng mặc cái sau tựa hồ căn bản không nghe thấy Linin hỏi thăm lão học sĩ đỏ lên mặt hưng phấn nói đại nhân ta dám thề đám kia đáng chết hải tặc mỗi chết mười cái binh lính của chúng ta mới chết một cái lenin im lặng tình cảm ngươi tại cái kia mấy người đầu đâu lenin rất rõ ràng đây chỉ là khi dễ hải tặc không có cái gì viễn trình cung tiễn thủ thôi một cấp bộ binh kỳ thật so những cái kia hải tặc mạnh không đến đi đâu nhìn xem bạo binh đoàn lượng lớn thương binh liền biết